dễ thương quá ha. Dễ thương quá. Xem nha, đây hai con lươn, em dám bóc không? Dạ không. Được, chú Duyên bắt đi. Nó trơn lắm hả? Không có, chú Duyên bắt đi, đúng. Đó, gì đâu. Dám bóc nhưng mà nó trơn lắm. Con này nó đâu có cắn cái gì đâu mà lo. Cái này lươn chín góng nha, con này chắc tầm 6 lạng. Con này khoảng 3 lạng. Dễ thương quá anh ha. Gì vậy? Không. Gì vậy? Đây, con này con này sao yếu vậy anh? Ai biết đó, hồi nãy là nãy là thăm là nó bắt không được luôn. Con này chưa ăn xế nè. Bây giờ hai con đường này á, thì hồi nãy giờ hai anh em mình cũng đã search lên Google thì không biết làm cái món gì mà cho nó ngon, cho nó hấp dẫn, thì hai anh em mình quyết định là sẽ nướng sợi tế ha. Nướng sợi tế đi, thì mình sẽ đi mặn hai con đường này, sẽ nướng sợi tế với ăn kèm những cái rau sống hoặc là những cái cà chua dưa leo gì đó để cho người xem nha. Bây giờ mình sẽ công đoạn mặn gì vậy công đoạn mặn này mình sẽ không quay lại, vì bây giờ mặn mà như là máu mè nó sẽ khi bằng tắt kim tiền hai nó bị vi phạm á, cho nên mình không có quay, mọi người thông cảm nha. Thì khi nào mà để mà nướng gì đó anh em mình sẽ quay tiếp cho người xem nha. Thank you.
cây xanh đây nha. Cây nhà lá dừa xấu mà nó ngon mà được, trời nó xấu mà nó ngon mà được. Yeah. Không ăn được không? Nãy là nó đẻ là phải cho miếng đồ ăn vô cái nồi nó có nóng chưa chứ. Dạ đây này có nướng thêm con cá lóc thì nó đừng lâu xuống chơi quá nên là hôm nay bất ngờ quá mà làm cái món dân dã luôn. Bất ngờ hả? Cái này là quá ngon rồi, trên thành phố là gì có anh cũng có nhưng mà mình lúc đầu mình muốn được đâu. Thì đó, thì chẳng nó không có đó, còn nuôi không à. Đúng rồi, đó. Dưới là nha. Cái đường này đó, nó chung bây giờ nó đụng ngửa chút xíu là chín rồi. Dạ, nó chín rồi. Nhìn bên ngoài nó xấu xấu vậy, bên trong nội thất á, tiện nghi bất ngờ đó chứ anh. Dạ, dạ. Trời ơi, nhìn nó đã rồi trời. Trời cái gì á, anh làm quần tráng liệu cái gì? Thêm cái gì vô sống nữa. Chà, quá ngon. Còn lớn này chắc cũng muốn chín luôn nè. Yeah. Cái đuôi này chín. Còn cái đầu này hơi dày. Này à... Chín rồi. Rồi luôn. Món này anh chị nấu ngoài quê á ha. Hấp dẫn không? Nướng nghe, xà tế rồi thôi ăn. Trời mưa mưa dày cái làm xì rượu nữa thôi tới nữa. Quên lối về. Này có cái bài gì con cá lóc gì đó anh. Này nó có cái bài hát gì con cá lóc gì đó nhậu vậy. Miền Tây á. Của miền Tây á. Này phải chờ chút xíu nữa. Dạ. Chờ cá lóc này mà cá lóc này chín á. Đó. Gì đó nè. Quá hấp dẫn. Giờ cả nhà đợi chút xíu nha. Xong hết rồi cái Chiên quay lại cho cả nhà xem nha. Nướng xong một cái món lươn sa tế. Ở đây mình có ăn kèm với lại là sa lách gai nè, cà chua với lại dưa leo. Là đây còn ngon nha. Thì anh em mình tính với vàng sao quay cho đỡ ngon mà đang 15g á quay không được, mọi người thông cảm nha. Bởi con mic nó sẽ giảm đi cái tiếng ngon ha. Yeah. Thì mọi người xem thông cảm nha. Thì nãy mình cũng nướng thêm một con cá lóc nữa để cho Thái Nam Biên thưởng thức, gọi là cá đồng thiên nhiên. Đó, đúng rồi anh. Bây giờ mình ăn trước cá lóc hay là lươn? Lươn đi ha. Món nào cũng được anh. Mà trước khi ăn phải uống nước chứ. Dạ. Đúng không? Giờ lâu quá rồi em mới gặp cả nhà. Thì cũng chúc anh Hiếu với lại những người xem kênh của chú anh chị các bạn nhiều sức khỏe. Và anh Hiếu nhiều sức khỏe rồi, và cảm ơn em. Dạ. Rồi, mời cảm ơn. Mời cả nhà. Đây là bò bụng thêm nhiều kem theo uống cho nó khỏe. Cả nhà lâu quá rồi em mới được trải nghiệm đồ đồng, cá đồng này kia. Hôm nay em cũng xuống gọi là xuống cái kiểu mà xuống anh không biết luôn á. Nên đâm ra rồi cũng không có gì
nếu mà em mà xuống sớm mà em nhắn tin ấy là đợi em đi thăm trải nghiệm luôn mà em nhắn tin kiểu mà anh đi rồi cho nên không biết. Thôi giờ anh em mình xử đi. Em thiếu mời cô chú anh chị luôn. Nè em phải làm một cái này cho nó xuống nè. Thôi anh ơi. Hả? Cái gì? Kính lão đắc thọ. Gì nữa? Kính lão đắc thọ. Bây giờ anh em mình thấy cưa đâu? Rồi em ăn cúc này đi, anh ăn cúc kia. Đây. Không. Em ăn cúc đó đi, anh ăn cúc này. Đây. Đây là cái đầu lương. Dạ bỏ nợ luôn. Vậy em xin phép mời cả nhà nha. Trời ơi đang ăn mà chủ nợ điểm chết rồi. Xin lỗi cả nhà nha. Chút đi. Không sao em tắt rồi chủ nợ điểm không được em đâu. Ở đây là mình có làm một cái chén nước chấm là muối ớt chanh. Đây. Cơm gì anh Hiếu? Rồi. Mùi sa tế. Em chấm thử trước nha anh Hiếu. Ừ, em thử cái cảm nhận coi thử rồi. Đây, em mời cả nhà trước nha. Cái đồ đồng thì là mình nướng cái này coi nó ngon. Cái thịt mềm mềm, thơm nhưng mà vẫn có một độ dai trong đó nha. Rất là ngọt. Đúng rồi, cái này tại vì mình đã đi thăm hồi sáng là tránh cống lên lương đồng luôn. Còn cá lóc đồng luôn. Đây tới mình nha. Ngon. Chấm vô. Rồi chúng mình canh rồi nha. Ăn gì nữa đã nè. Trời mưa vậy làm xì rượu cũng đã. Nhưng mà đường xa quá nên mình cũng tuân thủ luật lệ anh ha. Đi uống không làm xì rượu được. Trời ơi cái thời mà còn sống mày muốn vậy gì. Lâu quá phải xuống này chơi với anh Hiếu. Trải nghiệm đồ đồng cũng lâu lắm rồi anh Hiếu à. Có nhắn tin qua lại thường xuyên. Nhưng mà cũng phải là 1-2 năm gì rồi đó nha. Năm ngoài đó. Dạ. Tại vì anh em cũng thường nói chuyện qua Facebook á. Nhưng mà Viên thì đang bật công chuyện. Không có kiểu mà không cuốn chơi được. Làm những rau vậy. Làm những rau cho nó thanh đạm á anh. Trong bây giờ cuộc sống này á, được những bữa ăn dân dã trải nghiệm này cũng rất là hay. Như hôm nay trời hơi mưa. Chứ nếu mà anh em mình đi thăm này kia ấy, trời ăn ngoài đồng rồi cũng thú vị hơn anh ha, mát mẻ. Tại vì mình vừa đi thăm về là mưa quá trời mưa. Giờ phải đục mưa mới về. Bây giờ đang âm u mà ở ngoài lâm râm nó không quay được. Nếu quay được mình ra ngoài mình quay cho nó dân dã hơn. Như trước này nó hơi ồ. Món lương này thì người ta làm rất là nhiều món. Nhưng mà cái món sa tế cay này lần đầu tiên em được ăn á. Rất là cay. Nói chung cái thơm ngon. Anh có nêm thêm gì không mà thấy nó vừa ấy. Hôm nãy anh chỉ bỏ là sa tế bột ngọt. Sa tế bột ngọt hình như là có nó rất vừa luôn á. Sa tế bột ngọt không anh? Dạ. Tại sa tế nó có một cái độ mặn ở trong á, nó cũng vừa. Thêm miếng muối vô. Rồi trong muối anh làm cay đã vậy. Đúng gu em luôn rồi đó anh Hiếu. Có nằm giỡn mà cay sợ. Những người mà ta làm ớt cay á anh hơi ghen lắm. Không. Ghen dữ lắm á. Thiệt, ăn ghen dữ lắm. Ngon. Đúng rồi, đồng mình làm chế biến bất cứ cái món gì nó cũng ngon. Mình nấu lẩu hoặc là mình như bằng cái gì ta xào lăng á anh. Xào lăng rồi cà ri. Dạ. Ấm, nói chung là lương là rất là nhiều món. Món này ăn rất là bổ máu anh. Ra trên thành phố mắc lắm nha. Tuy là em không biết đó là lương gì. Đồng mới nuôi vậy em biết. Và tránh cống 100% ở thành phố là chỉ có lương chợ là lương nuôi thôi. Dạ. Tại lương đồng á, bây giờ lâu lâu mới chín đường còn có đâu mà tới chợ mà cung cấp tới chợ đúng không? Nuôi thôi. Bây giờ cũng 200 mấy ký rồi. Tùy từ chỗ, nấu 250, 270, 280. Còn nuôi này thì nó ngoài 300, nó như đến hơn 70 ngàn. Anh em mình hết hai con này nha, tại vì vợ với con mà. Dạ. Nói chung là vợ với con là cái đồ nào mà con gì mà nó không có chân gì. Không có giải á, không có giải là không ăn. Dạ. Ngồi đây. Nhưng mà những cái đồ đó là đồ bổ mà, như rắn mà, thấy không? Giòm cho em thích rắn lắm anh. Hả? Thích rắn cực kỳ. Tối ngủ em còn mơ mà. Rồi vậy để chuyến sau. Sợ xài, anh sợ mà muốn tại dầm luôn á. Để chuyến sau em xuống đây anh ta làm một cái lẩu nó gọi là hoành tráng. Dạ. Em biết không? Em rất là sợ rắn. Nhưng mà có một cái con rắn á, em thấy người ta ăn nhiều lắm. Em muốn thử. Cái gì? Con rắn khổ hành á. Con đó em cầm được. Nó không có cắn. Đúng rồi. Nó cũng như con lươn này thôi, nó không có thấy ghê lắm. Còn con rắn á là nó đớp mình luôn anh. Con rắn là từ xưa rồi nó không cắn. Nó đớp mà nó cũng nghiến nó làm thấy giống như là
tại vì con rắn hổ hành nó hiền nhất mà lại thịt nó ngon nhất. Dạ. Yeah. Không cắn. Cho nên người ta nói nó có mùi hành cũng biết phải mình đúng rồi. Mình bóc vô nó rất là ngon. Ngon hành. Mắt ra thì cũng rất là quan cháo trọc. Dạ. Này em cũng đây nói chung là cũng mua bao trước á, nhưng mà cũng may mắn hôm nay anh ấy được mấy cái con lươn đồng là với cá lóc á, tuyệt vời quá đã cả nhà. Nói chung cái mùa này nó cũng gọi là nhiều người đặt quá ít rồi, chứ không phải nhiều mấy năm trước. Mấy năm trước mình đặt cá nó rất là nhiều, mà mấy hôm nay kiểu mà cái người đặt là ta biết rồi, là mua sinh dữ lắm, mua sinh là qua YouTube người ta nói. Nói chung là không còn trò để đặt luôn, mà cá lại giảm nhiều. Biết bữa em mua ít cái bảy em đặt thử. Trời ơi. Em về chợ em đặt cho lẹ. Em lội em làm dữ dằn dữ dịch lắm anh. Lâu lắm mà mới ăn được đồng ngon. Thì bà ha. Dùng nước để đầu mình. Bây giờ mình làm miếng nước coi, gọi là mình xóa vị cũ để mình lên vị mới ha. Ừ. Giờ tới còn cá lóc đồng. Đây. Cá lóc đồng này mình. Cái này em nếu mà có ruộng có rơm á ha, mình nướng với rơm rồi mình chắc mùi gì nó cũng già. Dạ, ngồi mày ăn ngồi đồng chấm một cái chấm ớt, trời ơi phải nói nó cực kỳ ngon. Giờ mày ăn gì nè? Dạ. Ăn rồi đây. Ui, nó có trứng nè anh hả? Có. Nó có trứng kìa anh em, mình từ đầu cái này đi thôi nha, một người một phút đi em ăn cái này. Đây cả nhà, con cá lóc đồng này nè. Wow. Thịt nó trắng phếu luôn cả nhà. Hình như là con cá lóc này đồng này á, nó ở vùng nào thì cái màu nó như vậy à? Đúng rồi, nếu mà nó ở nước đen đen cá nó sẽ đen. Dạ. Đen bọc, còn ở dùng nước lợ thì con cá nó sẽ trắng trắng đó. Nhưng mà nước đen gì chứ em về em dọng vài ngày nó cũng nó nhãn nước đen. Dạ. Tại vì do cái bên nước á. Hồi trước em cũng hay đi câu, tôi lâu lâu cũng được con cá lóc về nướng chui rồi ăn cũng thú vị lắm anh. Còn chứ, tại vì cái này nha, năm mấy rồi đó em mới ăn được lại á. Đây cầm đi, em mới quét lên luôn rồi. Em mời cả nhà nhé, thử là cảm giác ban đầu. Thịt dai thơm, không có bị tanh nha, không tanh chính nào. Tại vì nó động động lần cái luộc này, thịt rất là dai. Muốn nhờ lèo vào uống cả nha. Đúng rồi, nướng này cái bắp chuối nữa anh nhỉ. Ừ, đúng rồi. Nướng như bắp chuối. Bắp chuối mình nướng xong mình ăn với cá lóc rất kỳ ngọt. Đúng rồi. Còn lắm. Nó làm nó sinh ra cho nhau vậy. Đứa trên cây, đứa dưới nước. Tại anh cũng lâu lâu anh đi giao lưu với anh em đúng lúc á, cho hai bắp chuối nướng. Phải nói là gần giá, phải nói là tuyệt vời. Cả nhà xem tới đây á, cho anh Hiếu bao nhiêu một like nha. Đầu quá là phải gặp anh Hiếu luôn á. Hồi bữa cũng có xuống một lần, cũng cách đây 1-2 tuần anh nhỉ. Anh đồng đầu còn 2 tháng á. 2 tháng luôn á hả? Ừ. Em mới nhớ đây mà. Bữa đó thì Viên xuống kiểu mà đi công chuyện ngang thì thèm cua, ghé mua cua, dặn cua nè. Anh em mình không có kịp clip tại vì Viên có công chuyện á, mới về. Này có dịp đi xuống chơi nay chắc nguyên một ngày luôn. Bây giờ em xuống là 11 giờ, bây giờ gần 5 giờ. 7 giờ sáng là em dậy rồi nha. Rồi em chuẩn bị này kia làn sàn á. Cũng 9 giờ em bắt đầu đi. Thì xuống tới miền Tây này là 11 giờ rưỡi. Rồi em biết ăn vụ cá lóc không? Không, trước giờ em biết ăn. Nhưng mà em nghe người ta nói ngon cực kỳ. Lúc trước mình cái ruột rắn á, dạ, mình cũng không biết ăn cá lóc, không biết ăn, nhưng mà ăn một lần thì không bao giờ bỏ. Đây ta ruột cá lóc, nhưng mà cái ruột này để coi nó sạch hay không. Tại con lóc á, muốn sạch á, là mình sẽ hỏng 3-4 ngày cho nó nhả ra phải không? Không, cho nó tiêu cái bao tử đi, tại vì mình ăn luôn bao tử mà. Dạ. Để coi con này sao đây. Rồi lắm, tại vì ăn á, cái ruột nó giòn giòn mà ăn vô chúng cái mật của nó đắng đắng kiểu mà đã lắm. Đây mật vụ cá lóc
bao tử giòn giòn. Cái mập thì nắng nắng. Bao tử thì chắc chắn là nó hơi giòn giòn nè. Còn gan thì nó có một vị thơm thơm. Bao tử con này cho nó béo dữ ta. Bây giờ em tới miếng cá lóc hay là lươn nữa? Cái nào cũng được anh. Bây giờ cứ auto đi. Anh em mình thanh niên trai tráng mà. Đúng rồi, thích ăn gan lóc không? Bây giờ mình sẽ chuyển qua làm một miếng lươn nữa nè. Hôm nay không có chuẩn bị gì được nhiều nên quay đơn giản. Clip này cũng anh em mình cũng hơi gọi là tâm sự mỏng. Ôn lại cái kỷ niệm xưa chút nên cả nhà ngồi nghe cho vui. Tại cũng khá là lâu rồi. Dạ. Duyên không có xuất hiện trên cái kênh mình cho nên cũng có nhiều fan hâm mộ hoặc là khán giả đã từng xem Duyên có tham gia của mình mà không lâu quá không thấy tham gia. Dạ. Không biết có gì gì không. Nói chung anh em mình từ xưa thì chẳng gì. Anh em mình cho dù không có qua lại nhưng mà cũng nói chuyện qua Messenger, Facebook. Đúng, nói chuyện thường xuyên. Nói chung là mỗi người mỗi chuyện, khi rảnh mới đi được, khi không rảnh sao đi được. Dạ. Anh cũng nhiều chuyện. Chứ em với em cũng canh đúng ngày đúng giờ em mới xuống được chứ đâu phải là muốn xuống là xuống đâu. Năm xuống được lần đúng không? Dẫn cái bữa em trả nợ hết rồi cái em xuống thường xuyên được. Thiếu ông lấy phạ chặn đường đâu qua được. Cái chút xíu mình quay với thời của tháng Giêng thì chúng lại cho mọi người nghèo lắm. Tháng Giêng nghèo lắm. Mướn ngàn triệu á. Nghèo gì không có xe máy, có xe hơi không ạ? Mát quá anh ha. Hôm nay trời cũng thường á, thường lắm. Nó mưa buổi trưa xong buổi chiều nó mưa nữa. Hôm nay cái từ lúc mà anh về á nó đã mưa đi. Cái này mình có thể làm tại vì đi. Mấy bữa nay là số 1 xong đã là ảnh hưởng số 2 nhưng mà cũng nhẹ chút nè. Giờ bữa nay thì nó giảm chứ mấy bữa trước rồi tao thu luôn. Mưa ngày mưa đêm. Mưa này thương bà con miền Trung miền Bắc á. Mưa lũ công nghiệp chúng ta. Năm nào thì là thành phố ra ngoài hỗ trợ. Nên vô cái kết thúc anh em mình tắt máy ăn cho nó mạnh dạn lên cho. Rồi anh mời cả nhà miếng nước nữa nha. Rồi clip này á, uống xong miếng nước này anh em mình sẽ nói lời tạm biệt rồi lần sau anh em mình sẽ hẹn gặp lại. Năm giả. Năm năm sau xuống nữa. Ừ, có đâu, ít bữa. Được lắm á. Lâu lâu làm mấy món này đã quá anh. Nhưng có cái là do đang quay. Cho mình ăn cũng tự tốn một chút. Cái tắt máy một cái là dèo liền. Tắt máy một cái là anh em mình phải dừng. Đúng rồi, kéo một cái két bia ra liền. Ăn phải tự tốn chứ đâu có mà kiểu mày được. Thì rồi, thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ hai anh em mình nha. Nếu như mọi người thấy cho hai anh em mình xem một like một ký nha. Rồi chào mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Em cũng nói gì không? Dạ, em xin cảm ơn của chú anh chị cũng như là các bạn đã luôn đồng hành cùng anh Hiếu cũng như là xem kênh anh Hiếu. Mong cả nhà hãy like, chia sẻ cũng như là ủng hộ cho anh Hiếu có thêm tinh thần để làm những clip hay hơn. Chúc cả nhà niềm vui và sức khỏe. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Xin chào.